gỗ công nghiệp thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là phần bề mặt. Đây thì mọi người có thể lấy, đây là bề mặt của cái gỗ này. Đây. Bề mặt này thì thông thường là bây giờ hiện tại trên thị trường là có những cái bề mặt sau. Đó là bề mặt melamine này, laminate này, acrylic này, veneer này. Thì hiện tại trên tay Việt thì đang cầm đó là cái bề mặt melamine. Tiếp đó là cái phần đó là phần cốt. Thì cấu tạo của nó hai phần, mình Việt muốn nói lại các bạn, đó là phần cốt và phần mặt. Đây là phần cốt đấy ạ, mọi người thấy đấy ạ. Đấy, còn đây là bề mặt đấy, mặt để mục đích nó tạo cho cái độ thẩm mỹ, cái màu sắc. Mình thích màu gì thì mình nó sẽ có cái bề mặt nó màu đấy. Còn về phần cốt, cốt là mục đích ở đây nó là tạo là một cái nền, nó kết cấu cho cái tấm gỗ đó. Thì đây thông thường nó sẽ, đây là trong đây, nó sẽ phần cốt. Phần cốt thì nó sẽ có rất nhiều loại cốt khác nhau. Cốt MDF, MFC, cốt HDF. Thì cơ bản thì mỗi cái cốt này nó sẽ ưu và nhược điểm nó khác nhau. Thì nó sẽ phù hợp cho những cái sản phẩm ứng dụng khác nhau. Ví dụ trên tay Việt đây đang cầm đấy là cái gỗ đó là gỗ MDF chống ẩm, gọi là thông thường mọi người gọi là lõi xanh. Còn cốt, còn mặt của nó gọi là melamine. Thì thông thường đa số là trên thị trường là mọi người đang sản xuất tạo ra những cái sản phẩm nội thất đó là dùng cốt chủ yếu là MDF chống ẩm và phủ melamine. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe cái video của tôi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút like và share. Nếu các bạn thấy không hay, hãy giúp tôi comment để lần sau tôi làm video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của tôi.